Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 26 tháng 11 Nhận định Argentina với Mexico 2 giờ ngày 27 tháng 11 Nhận định chính xác về thông tin Trước trận đấu Argentina với Mexico Lúc 2 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2022 World Cup 2022 Trận thua bất ngờ trước Ả Rập Xê Út Để Argentina vào thế khó Hai lượt trận còn lại sẽ là những trận chung kết Đối với Messi và các đồng đội Họ sẽ gặp Mexico ở lượt trận thứ hai. Một chiến thắng là mục tiêu cần phải hoàn thành. Các vũ công Tango không còn đường lui và màn trình diễn sắp tới sẽ có ý nghĩa quyết định. Nhận định Argentina, World Cup 2022. Tại trận ra quân tại vòng bảng World Cup 2022, Argentina được đánh giá rất cao khi chỉ phải đối mặt với Ả Xê Út. Messi nhanh chóng đưa đội nhà vượt lên ngay từ phút thứ 10. Tuy nhiên những diễn biến sau đó thực sự là một cơn địa chấn. Thầy trò huấn luyện viên L. Scaloni không thể kết liễu đối thủ, dính hai cú đòn đau đầu hiệp hai. Trắng tay và tâm lý chịu áp lực lớn. Đây là lúc Argentina thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn. Argentina chưa từng để thua Mexico. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, họ thắng 6 và hòa 4. Ngoài ra Mexico và Ba Lan cũng chỉ kiếm được một điểm khi hai đội hòa nhau ở lượt trận đầu tiên. Điều này khiến cơ hội đi tiếp vẫn đang còn nguyên vẹn với tất cả các đội tuyển. Tất cả những điều này khiến các cổ động viên Argentina vẫn đặt nhiều niềm tin vào đội nhà. Bản lĩnh của họ sẽ được làm rõ hơn trong trận cầu mang tính quyết định sắp tới. Nhận định Mexico World Cup 2022 Thú thành G. Uchoa tiếp tục sống vai người hùng của Mexico. Anh luôn là điều này mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia tại các kỳ WC và trận đấu. Với Ba Lan cũng vậy. Phá cản phạt đền xuất sắc của thủ môn 37 tuổi này đã giúp thầy trò huấn luyện viên G. Martino giành được một điểm quý giá. Mục tiêu tiếp theo của họ là cầm hòa Argentina, đánh bại Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối. Tuy nhiên nhiệm vụ sẽ không dễ hoàn thành. Đang đưa ra mức kèo, Argentina chấp một bàn, con số tương đối lớn sau màn trình diễn có phần bế tắc của thầy trò huấn luyện viên l caloni trước ả rập xê út mexico có lẽ sẽ học theo đại diện của châu á họ sẽ áp sát và đeo bám quyết liệt nhằm ngăn chặn từ sớm các pha phối hợp của đối thủ lionel messi sẽ dễ đá hơn nếu có bàn mở tỷ số argentina vẫn là lựa chọn đáng để mạo hiểm thông tin lực lượng argentina với mexico argentina đầy đủ lực lượng mexico không có sự vắng mặt đáng tiếc nào đội hình dự kiến: Argentina với Mexico. Argentina sơ đồ 4-3-3, Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Erkuna, Zeballos và Rest, Matheus, Messi, Martinez, Di Maria. Mexico sơ đồ 4-2-3-1, Ochoa, Sanchez, Mung, Moreno, Galadu, Alvarez, Herrera, Savi, Vega. Lugano, Maen. Dự đoán kết quả Argentina với Mexico 3-1. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.